Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay là gia đình mình có chuyến đi tham quan miếu bà Châu Đốc ở núi Sam. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Đây là cái đoạn đường để đi vào ngay cái núi Sam đó mọi người. Thì ở bên đây nó có một cái chùa gọi là chùa Quỳnh Đạo đó, bên đó là cái chùa Quỳnh Đạo. Bây giờ mình vào để nhận phòng khách sạn. Giờ gia đình mình đến để nhận phòng khách sạn. Khách sạn đời này tụi mình ở là khách sạn Đăng Khoa, Đăng Khoa 2 ở gần chỗ chùa Bà. Bây giờ tụi mình nhận phòng xong rồi tắm rửa nghỉ ngơi, chiều tụi mình sẽ đi vào viếng chùa Bà. Rồi bây giờ cũng là 5 giờ chiều rồi nha mọi người. Thì bây giờ đoàn gia đình mình sẽ đi vào để viếng chùa Bà. Thì từ khách sạn của mình ở thì sẽ có một con đường đối diện, thì mình đi thẳng cái chỗ đó vào thì là cái cổng của chùa Bà. Hello mọi người, bây giờ mình đến núi Bà Châu Đốc. Giờ mình đang đi qua chỗ núi Bà. Rồi bây giờ 5 giờ còn nắng quá, chói mặt luôn. Đi ở đây mỗi năm thường mình đi, năm nào mình cũng đi, nắng quá mình hơi chói nha, người thông cảm. Nắng quá, 5 giờ mà còn nắng chói. Đây là cái cổng vào chùa Bà nha mọi người. Cái cổng này là cổng phía sau, còn cái cổng phía trước là ở bên đường bên kia. Vì mình đi ở gần khách sạn mình thì đi vào đường này thì cái cổng phía sau nó sẽ gần hơn. Nhưng mà bây giờ là mùa dịch cũng hết rồi, nhưng mà ở đây cũng phải bắt buộc đeo khẩu trang nha mọi người. Nhưng mà hôm nay thì ở đây nó hơi vắng. Đi vô trong này phải đeo khẩu trang nha mọi người. Bây giờ dịch cũng còn nên là vô trong chùa Bà thì phải đeo khẩu trang người ta mới cho vô. Hôm nay chùa Bà cũng vắng lắm. Nói chung là mình đi mùa này thì nó không phải là mùa cao điểm nên mùa này nó rất là vắng. Bây giờ mình tới cái chỗ chánh điện này nha mọi người. Đây là cái chánh điện, là bên tay trái đó là cái chánh điện, còn bên tay phải là cái chỗ để áo bà rồi đó mọi người. Đây nè, đó là trên đó là cái những cái áo bà này người ta cúng rồi đó, trên đó là bảo giống như cái bảo tàng đó ba mọi người. Đây là trước cái sân, là trước cái miếu Bà đó mọi người, thì người ta kê mấy cái bàn để cho mình đặt đồ cúng lên đó. Còn phía trong, ở trong thờ Bà là không có được quay phim chụp hình nha mọi người, nên là mình chỉ quay phía ngoài thôi. Ở đây là cái chỗ để người ta cho mình sắp trái cây, rửa ráy sạch sẽ, rồi có cái mâm cho mình sắp trái cây lên để cúng Bà đó mọi người. Thì mọi người xuống đây thì cứ vào đây rồi có mâm rồi rửa ráy xong rồi mình sắp trái cây lên rồi mình bưng lên trên để mình cúng. Mình đứng phía ngoài mình quay vào trong là mọi người, chứ mình không có vào trong đó quay được nha. Thì bây giờ mọi người, gia đình mình đem trái cây rồi vào trong đó để cúng rồi. Thì mình đứng ở đây mình quay cho mọi người xem sao nha. Hôm nay mình đi thì cái lượng khách viếng đến chùa Bà rất là vắng, thì mình mới được thoải mái vào trong để mình thắp hương ngay tượng Bà. Chứ nếu mà đi cao điểm thì không có vào trong đây được đâu mọi người, rất là đông. Nếu mà đi cao điểm thì coi như mình chỉ đứng phía ngoài thôi, không có thể nào chen vào trong đó được đâu. Bây giờ mình cúng Bà xong rồi thì bây giờ mình đi ra ngoài. Thì gia đình mình bắt đầu đi ra để đi qua và bên phía bên kia có cái chùa gọi là chùa Ông. Thì bây giờ gia đình mình đi qua bên đó để viếng bên chùa Ông nữa. Bây giờ đi cúng xong ở chùa Bà lại bây giờ mình đi qua đây là đi qua bên chùa Ông. Đây là toàn cảnh của cái miếu Bà, là mình đứng ở cái cổng trước đó mọi người. Nãy mình vào cổng sau nhưng mà cái này là cái cổng trước. Thì bây giờ mình đi ra cái cổng trước để mình đi qua bên phía bên chùa Ông. Từ cổng chùa Bà qua cổng chùa Ông thì khoảng chừng 100-200 mét gì thôi.
nhưng mà hai bên đường người ta buôn bán là những cái đặc sản ở Châu Đốc với mọi người, giống như mắm nè, rồi đường thốt nốt nè, rồi dầu gió Thái, rồi nói chung là người ta bán dọc hai cái đường này luôn nè mọi người. Rồi đây là cái khuôn viên của chùa ông nha mọi người, thì mình vào để mình quay sơ ở ngoài cái chùa ông cho mọi người xem đây. Đây là cái quang cảnh mình đứng trước chùa ông, mình quay cái con đường trước chùa ông đây mọi người. Cái con đường này nếu mà rơi vào thời cao điểm thì nó nghẹt cứng người luôn, nhưng mà bây giờ mình hôm nay mình đi nó rất là vắng như thế này. Đứng vô chụp hình đi. Đứng vô này bác Mười chụp hình cho nè. Coi chừng đúng rồi. Bé bò là bệnh. Ôm con voi. Trời. Qua ba trắng nè. Rồi bây giờ viếng chùa xong rồi thì gia đình mình sẽ đi vòng vòng. Bây giờ tụi mình sẽ đi uống nước thốt nốt. Đến Châu Đốc thì mọi người phải uống cái nước thốt nốt này nha mọi người. Cái đó là đặc sản đó, nước thốt nốt tươi nha. Cũng rất là ngon, cũng rất là thú vị đó. Để cái trái thốt nốt xong người ta chặt ra, người ta lấy cái cơm như thế này nè mọi người. Xong rồi người ta sẽ sắc ra nhỏ nhỏ và bỏ vào ly, xong rồi chế cái nước cốt của nước thốt nốt là cái chai nhựa, cái chai nước riêng nha mọi người. Đây này đó, cái chai đây này, chứ trong cái trái đó là không có nước nha mọi người. Đây cái chai này nó mới có nước. Cái nước này người ta lấy riêng ở trên ngọn thì người ta đem xuống thì người ta pha cho mình uống. Hai người thì 4 chụp, 3 người 6 chụp. Xin lỗi. Kêu qua đây bớt hả? Tạm gì? Ông thiếu thằng cái kìa. Mọi người đến đây nhớ đi xe lôi nha mọi người. Nó là đặc sản của miền Tây đó mọi người. Đi rất là vui. Coi như mình cũng ủng hộ về du lịch ở đây mọi người. Đây đi xe lôi. Đây đi xe lôi nè. Đây quay bài cáo đi. Xe lôi ra chỗ chùa Đài Loan chơi. Hello. Rồi đi. Đi xin lỗi nè, chú ơi. Qua. Hai chiếc chạy sau lưng nè, gia đình Úc nè. Cái người kia đi xa quá. Chạy đồ. Hello. Minh Nguyên hello. Hello bạn. Say hello. Hello. Hai bà này mà ngồi bên mình á, hai bà này ngồi bên mình nó chở sao nổi, hai bà bự. Hai bà bự như vậy kêu 4 người. Đây có hàng phượng nè, hàng phượng đỏ nè, nhưng mà không đẹp bằng cái hàng phượng kia. Tới rồi nè. Đó, đây nè. Tổng tới chùa Đài Loan rồi đó.
sao cái chùa này kêu bằng chùa Đại Loan ta, chùa Quỳnh Đạo à, đây là chùa Quỳnh Đạo nha. Vượt mặt nè, Minh Nguyên thua rồi, Minh Nguyên thua rồi. Ờ. Không, hai người con chị. Ủa hai anh đi bên nào vậy? Hai anh đi với chị Thủy nha. À. À cô Nga. Cô Nga với anh ba. Đi xuống Hồ Sen nè. Chỗ Hồ Sen nè. Ồ 6 giờ. Ừ 6 giờ mấy rồi mà còn sáng còn sớm ha. Chưa có tối. Quá anh cũng hỏi muốn làm khi mà anh nay dẹp lắm á. Ủa nhớ mình ra giữa này không? Cái hồi kia. Không, hồi này nè. Anh đang làm cho nó không rồng. Không đi nè, anh chống rồng nè. Một sen rồi nè, đến không? Đó bên đây nè. Phải đâu. Lúc trước là đứng chụp hình đây nè, chiếc nhớ không? Cái hồ này nè, trong chùa mình đi ra đây nè. Ây da. À vườn, cái này là nguyên một cái vườn luôn. Vườn tượng Phật Nguyễn Ông Quang, Quan Âm Bồ Tát. Bà ơi, bà mua tiếp không? Đẩy số đi bà ơi. Đẩy số đẩy con đi. Bà lấy tiền ra mua số đi con đi. Số thì đâu đẩy ngân hàng. Người ta đi bán cho số, người ta lấy lời, người ta sống mà con. Đúng không? Nhưng mà người ta đi bán, người ta phải có, đúng là người ta phải làm việc người ta mới sống. Chị ơi, vậy mua tiếp cho con đi vậy đừng đánh. Đứa thằng đó bóp phép thiệt á. Ta bán vé số nữa bóp phép lấy tiền gửi ngân hàng mới ghê. Nè đi mua cho người ta nè. Nó bóp phép siêu đỉnh. Đây 39 nè Hồng Đài, 78 thì ông Địa. Nè mua cho mua con nha. Dạ. Chúng là ta xuống đây ta cho mày. Nè, con nữa hả? Trời ơi, mua nó. Đây mua nó. Nhớ cái số này đi, nếu mà trúng là cái chú này. Đúng rồi, xuống đây, xuống đây ta tìm mày luôn. Ta tìm mày luôn, ta cho mày tiền. Mới cho tiền. Cho tiền, cho mày về xây nhà luôn. Chúng người ta cho hết, không có để. Lúc trước xe lôi nó chở mình vô tới đây thôi, rồi mình tự đi vô. Thì bây giờ cũng là 7 giờ tối rồi nha mọi người. Nhưng mà bầu trời rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ đi một vòng vào trong cái chánh điện để quay cho mọi người xem nha. Đây là cái gian chính điện phía trước nha mọi người. Có một cái sân rất là rộng. Và mình đi vào để xem, quay cho mọi người xem nha. Mình sẽ vào trong. Ở chỗ này thì được quay phim chụp hình nên là mình sẽ đi vào trong để quay lại cho mọi người xem phía trong của cái chánh điện này nha. Bây giờ buổi tối rồi mà cái bầu trời nó vẫn còn sáng, nó đẹp không mọi người?
cái một cái góc trời nó đỏ rực luôn, nó màu hồng luôn, đẹp ghê không? Mình quay lại cho mọi người xem đi nè. Ở trong chánh điện thì có một cái tượng Phật ngồi ở giữa, và phía sau có ba cái tượng Phật ở phía sau lưng cái tượng chính nha mọi người. Tham quan ở chùa Quỳnh Đạo xong rồi thì bây giờ trời cũng tối rồi nha mọi người. Thì mình xin gửi lời chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau. Nhớ đón xem và ủng hộ mình nhé. Bye bye, thank you mọi người rất là nhiều.